bắt hai thanh niên điều khiển xe máy thông chốt kiểm dịch COVID-19 vào vùng cách ly y tế. Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuy nhiên hai thanh niên vẫn cố tình tăng tốc để thông chốt kiểm dịch vào vùng cách ly y tế. Sáng nay, ngày 15 tháng 6, tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang xử lý hai trường hợp cố tình thông chốt để vào vùng cách ly y tế. Theo đó, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 14 tháng 6, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt phong tỏa số 1, khu vực tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Trung Hiếu, sinh năm 1999, ngụ tại tổ dân phố 7, điều khiển xe máy chở Bùi Tuấn Vũ, sinh năm 1998, ngụ tại tổ dân phố 3, cả hai cùng ở tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, có hành vi vượt chốt phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 để vào khu vực cách ly y tế. Tại thời điểm phát hiện sự việc, Hiếu và Vũ không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang y tế. Tuy lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu quay lại, nhưng hai đối tượng không hợp tác mà cố tình điều khiển xe tăng tốc độ nhằm thông chốt phong tỏa. Lực lượng tại chỗ đã lập tức tiến hành truy bắt.